Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, để điều trị hiệu quả chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát thì chế độ ăn uống cũng rất quan trọng. Vậy với những bệnh nhân bị rối loạn tiểu tiện thì chúng ta nên ăn gì và kiêng những gì? Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Ngô Xuân Thái, giảng viên cao cấp trưởng bộ môn tiết niệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được kính chào Phó Giáo sư ạ. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào các bạn xem đài. Việc rối loạn tiểu tiện sẽ gây ra rất nhiều những phiền toái ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, giảm chất lượng cuộc sống cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm sau nhé. Chán dễ sợ luôn, ta nói ngồi thiền cho tâm nó đừng có bị động, để chờ cha này mà thiền từ sáng giờ mà tâm nó cứ động hoài, gọi điện thoại chỉ đường mà ông cũng không biết, ngồi thiền mà không thể nào tịnh tâm được. Điện có điện cho em đâu? Ôi hết hồn vía luôn. Trời ơi chị kỳ quá. Ôm thùng gì vậy? Đó, những cái chị dặn nè, ok hết trơn. Nè, ở nhà là tôi hầm canh bổ cho ông, rồi xong rồi chưa nữa, còn người ta còn chỉ cái rượu mà ông uống bà khen gì cho chỗ luôn. Ủa mà sao vậy? Bổ có trục trặc gì hả chị? Yêu. Sao? Tôi là trong nhà, tôi mới dám nói. Là cái ông anh rể của ông là bây giờ ổng trục trặc rồi. Sao vậy? Sao chị dựa vào đâu mà chị kết luận là ổng bị đó? Một ngày đi toilet đó, đi tiểu đó 14 lần mà lẹ lắm. Ông đang ngồi nói gì không? Ông giọt chưa? Thật là tôi mất rồi đó. Ông thấy chưa? Không thấy tôi không? Không thấy. Thấy không? Rồi thấy rồi đó. Tiểu vậy đó. Trời. Chỉ kinh hoàng vậy. Ở vậy. Cùng ngủ chung giường mà cái giường nó có cái nệm nhúng nhúng vậy nè. Hiểu không? Cái mình nằm ngủ, mình nằm ngủ. Đó, cái ông ngồi dậy cái nệm nó nhúng. Nhúng rồi. Ờ, ngồi dậy. Hả? Cái mình ổng ẹo liền mình. Cái ông ai cái... ngờ không? Ai ngờ. Cái ông chạy nữa. Chú thấy tường chú? Không thấy, không thấy. Nè, thấy liền. Đi má ít là 3 lần, ngày 14 lần. Nghĩ coi có con người bình thường nào mà đi dữ vậy không? Là nó hư rồi. Hư rồi. Nghiên cứu kỹ chưa? Kỹ, tôi nghiên cứu kỹ rồi. Coi rồi, tôi coi sách với lại sợt cái trên mạng. Sợt cái trên mạng hả? Ờ. Không, cái này chị phải nghiên cứu kỹ chứ. Tiền không đúng nghe là nó ảnh hưởng đủ thứ là mệt đi lắm. Mà chú ngày đi tiểu mấy lần? Hồi đó em cũng y chang vậy đó. Em cũng... Chị thấy em chưa? Không, chị không thấy em. Đó, bây giờ mới thấy em. Hả? Là ngày xưa cũng lẹ vậy luôn hả? Em y chang luôn. Coi chừng là ảnh nhà giống em. Cái này là gọi là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB này đó em. Chị là đi tiểu là nó không có rác, không có đau, không có xóa, không có gì hết á. Sao biết rồi? Chị đi khám rồi nhờ bác sĩ tư vấn mình mới biết chứ. À, em chào chị. Ờ. Ủa? Hả à, người? Hai chào người mẫm mỉm. Chị ngồi xích qua bển cho em ngồi với coi. Trời ơi, thấy người ta về mà cũng chịu ngồi mệt quá. Cái gì mà ngồi tuốt nặng vậy? Ra đây. Thấy em người làm mà tưởng chị hai chị. Thôi ngày mai vậy đi, chị lên menu đi. Rồi ông xã chị ăn cái gì đó rồi em đi mua. Chứ giờ em cũng không biết mua cái gì cho anh ăn nữa. Mỗi lần á mà anh Lan đi mua cái gì gọi là thịt kho hay là cá kho gì á, mình sợ mặn. Ông nước đi tiểu nhiều. Chị cũng chê thành ra không phải là mình chê. Khó. À, đó hải sâm nè, rồi mua mấy cái mà bổ cho đàn ông đó. Thôi tráng dương bổ thận. À, tráng dương đó là bây giờ anh bị hư thận đúng không? Ê, quên cái gì mà cái gì mà ta hư thận lẫn vậy? Quên, em xin lỗi chị, ta bị chứng tiểu đêm vậy phải chữa đi chị. Chữa sao? Thì có nhờ bác sĩ tư vấn đâu. Ờ. Trời ơi, tôi nói đây đó. Thưa Phó Giáo sư, qua tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật nữ có chia sẻ về việc lo lắng rằng khi mà thấy người chồng tiểu đêm tiểu nhiều lần thì nghi là do bị thận yếu. Và ý kiến của bác sĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Thực ra có một số khác biệt giữa trong cái quan niệm của Đông y và Tây y. Các cái thầy thuốc y học cổ truyền xem là chức năng thận thì gồm cả những cái chức năng sinh dục ở trong đó. Trong khi quan niệm của Tây y thì nó cũng có cái phần riêng biệt. Thận sẽ hoạt động và nó sẽ bài tiết ra nước tiểu. Nước tiểu sẽ theo cái niệu quản để xuống dưới bàng quang. Tuy nhiên, tiểu đêm, tiểu nhiều lần có thể liên quan đến những cái bất thường về chức năng sinh lý của người đàn ông. Nhưng mà đa số các trường hợp lại liên quan đến những cái vấn đề khác. Thí dụ như là những cái bệnh lý gây ra những cái triệu chứng của đường tiểu dưới. Trong đó thì có cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt là bệnh lý liên quan đến bàng quang, chiếm tỷ lệ khá lớn. Vâng, thưa bác sĩ, vậy với tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần mà do bàng quang tăng hoạt OAB thì nó có nguy hiểm hay không ạ? Thường thì người ta thấy bàng quang tăng hoạt nó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên nếu như chuyện những cái triệu chứng này nó kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, người ta sẽ có cái cảm giác xấu hổ, thậm chí đưa đến trầm cảm, thức đêm nhiều lần để dậy đi tiểu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của giấc ngủ mà nó ảnh hưởng đến cả những cái hoạt động trong ban ngày. Có nhiều nghiên cứu cho thấy là những người bị tiểu đêm mà với tần suất nó dày đặc, tỷ lệ đột quỵ nó gia tăng, hoặc là ở người lớn tuổi có thể liên quan đến tình trạng té gã
và đưa đến là gãy xương. Và mong bác sĩ tư vấn là đối với những người mà gặp phải tình trạng rối loạn tiểu tiện và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì họ nên ăn uống gì để cải thiện được điều này ạ? Thì bác sĩ thường khuyên bệnh nhân đó, thứ nhất là tránh những cái thực phẩm chứa nhiều cái chất kích thích, những cái caffeine như là cà phê, trà. Ngoài ra những cái thức ăn mà nó có chứa nhiều cái chất chua, thí dụ như là cam, chanh, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc kích thích cái bàng quang, làm cho bệnh nhân đi tiểu. Những cái thức ăn mà cay quá hay là mặn quá hay là quá ngọt, nó đều có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của bàng quang. Những thực phẩm mang tính chất thảo dược thì người ta thấy là những cái hạt bí đỏ, mầm đậu nành, mầm cải thì nó có những cái chất isoflavon, nó có tác động rất tốt lên cái chức năng của bàng quang, có thể giúp bàng quang co bóp, thông thoát nước tiểu tốt. Nếu như mà người bệnh đó có dùng những thuốc mà mang cái tính chất lợi tiểu do những cái chuyên khoa khác cho đó thì cũng nên thông báo cho bác sĩ biết để có cái cách dùng sao cho nó phù hợp. Xu hướng gần đây thì cái việc điều trị bàng quang tăng hoạt bằng các cái tính chất của hạt bí đỏ, pepo phối hợp với lại mầm đậu nành thì cũng đã cho thấy những cái hiệu quả nhất định, sẽ giúp giảm cái số lần đi tiểu trong ngày cũng như là số lần đi tiểu vào ban đêm. Thưa phó giáo sư, chương trình có nhận được câu hỏi của một vị khán giả tên là Vũ Long, 47 tuổi ở Đồng Nai như sau ạ. Tôi gặp tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, bác sĩ chẩn đoán là bàng quang tăng hoạt OAB. Tôi tìm hiểu sách báo thì biết đến nguyên liệu Colest. Tình trạng của tôi thì có dùng được hay không ạ? Như các bạn thấy, sản phẩm chức năng nó giúp nhiều cho những cái hoạt động của bàng quang, nó giúp giảm tiểu nhiều lần và tiểu đêm. Thì dĩ nhiên là anh có thể sử dụng được. Tuy nhiên, muốn biết chính xác thì cần phải biết nguyên nhân gây ra cái việc tiểu nhiều lần cũng như tiểu đêm là như thế nào, thì cần phải được sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để điều trị nó hợp lý hơn. Vâng ạ, thưa phó giáo sư. Còn một câu hỏi khác nữa của khán giả tên là Trần Thu Hương, 52 tuổi ở Bình Dương, có thắc mắc rằng gần đây tôi còn mắc thêm chứng xoắn tiểu, tiểu không kiểm soát. Tôi cảm thấy rất phiền phức và ngại đi ra ngoài. Xin bác sĩ tư vấn cách điều trị hiệu quả. Như vậy thì bàng quang tăng hoạt nó có thể đi kèm theo những cái triệu chứng khác, thí dụ như là tiểu không kiểm soát hoặc là tiểu gấp. Có những trường hợp có thể điều trị bước đầu bằng thay đổi hành vi, cách sử dụng thuốc, cách sử dụng nước, cách sử dụng thực phẩm. Nhưng cũng có những cái bệnh ở giai đoạn nặng cần phải được điều trị bằng những liều pháp can thiệp sâu hơn, thậm chí là bằng phẫu thuật mới được. Cùng với liều pháp thay đổi hành vi là cái cách sử dụng thực phẩm, thì cái liều pháp bệnh lý dược liệu được xem là nền tảng giúp cho bệnh nhân tăng cường cái chức năng của cái cơ vùng chậu. Lời khuyên cho người bị rối loạn tiểu tiện để giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ nhanh chóng và hiệu quả: không nên uống trà, các thức uống chứa caffeine như cà phê, rượu bia, nước tăng lực; hạn chế ăn các thực phẩm nhiều axit như cam, chanh, bưởi, cà chua; giảm uống nước 2 đến 4 giờ trước khi đi ngủ; luyện tập thể dục, bài tập Kegels giúp tăng sức cơ vùng chậu và phục hồi cơ bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Goles, chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ thủy sĩ, đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ và giảm hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Xin được cảm ơn những thông tin kiến thức về sức khỏe vô cùng quý báu mà phó giáo sư đã gửi đến chương trình ngày hôm nay. Quay trở lại với phần tiểu phẩm, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi diễn tiến câu chuyện nhé. Vậy là cái mấu chốt của cái vụ mà đi tiểu đêm mà tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát á, là giảm bớt hiện tượng co thắt bàng quang, nên hạn chế nè thức ăn chua, cay nóng, rồi phải tăng cường chất xơ, với lại uống nước vừa vừa thôi, đừng có uống nhiều quá, đúng không? Ngoại bị giờ đi làm ăn tiếp khách nó bia rượu quá nhiều, có thể tập những bài tập giúp nâng cơ bàng quang. Chờ tôi một tí. Nghe hỉ. Anh đi đâu vậy? Có nghe nè. Ồ, rồi sao nãy giờ biết không chịu đem cho tôi đi, rồi thiên giác không được qua. Em đâu có biết, em cứ tưởng là đi anh nhà mình nè. Thèm ba cái vụ mà này để tăng cường ngấy lâu đây. Mà cái gì vậy? Đây là sản phẩm có thành phần Golet từ thủy sản, chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu, và mầm đậu nành giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần và tiểu xón, hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh 96% người dùng đạt một cái hiệu quả rõ rệt, được Bộ Y tế cấp phép, được kiểm nghiệm an toàn lắm đó nha. Rồi cái này sử dụng làm sao? Từ 6 tới 8 ngày cái số lần đi tiểu trong ngày là giảm đáng kể. Rồi chị dùng từ 3 tới 4 tuần, đêm chỉ còn đi tiểu đâu khoảng từ 0 tới 1 lần. Mà đặc biệt nha, khi mà uống đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng, khỏe ru, hết lo tiểu đêm, tiểu nhiều lần luôn. Em nghĩ điều trị cái này là tiểu đêm là sẽ giảm hẳn luôn đó chị. Đúng rồi. Trời, hai người đồng thanh đồng thủ quá. Ôi, xào xào nắm tay quá. Quý vị
vị thân mến, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Ngô Xuân Thái đã dành thời gian tham dự chương trình. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 16:30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.